Kính chào anh em, chào các bác nha. Thì tiếp tục hôm nay là chủ nhật ha. Thì em về được hai sản phẩm. Duy nhất về được hai sản phẩm. Trước mặt anh em là hôm nay là về một con giải mã DAC dòng cao cấp nhất của Luckman, đó là DA06 nguyên thùng xốp anh em, nguyên thùng xốp ha. Và một cặp loa Beoner CS773FP. Thì em sẽ làm clip trước con DA06 anh em nhé. Đó, hàng nào cũng đẹp cả nha. Đối với DA06 thì thùng xốp thì con này về hàng Lineal, mà tiếc cái có thiếu cái remote mini thôi. Cái remote thật sự nó bỏ vô cho anh em chứ không có sử dụng nó nhiều, không có sử dụng cái gì cả. Chủ yếu là có cái đĩa này để chúng ta cài driver cho máy tính này, dây nguồn riêng. Dây nguồn rồi catalo này, và quan trọng là cái đầu. Về hàng full shop ha, không có remote. Thì ở đây là con DA06 là một con giải mã cao cấp nhất của Luckman ha. Size to anh em nhé, size to đó, hậu sâu luôn. Hôm nay thì em về một con đẹp cực kỳ. Về chất âm của DA06 là một thuộc dạng dòng đỉnh rồi anh em ha. Chơi tới DSD ha đó. Các cái là màn hình hiển thị LED này, cổng vào này, optical 1, optical 2, USB, code 1, code 2 và EBU này. EBU là cái cổng giải mã đời mới nhất hiện nay đang sử dụng rất là nhiều. Tại vì EBU này nó cho giải mã tốc độ cao, cái đường truyền tốc độ nó cao hơn là những cái cổng USB kia luôn anh em. Và hôm nay là con này đẹp keng. Thì cái giá trung bình nó là 54 triệu anh em, 54 triệu ha, 54 triệu ha. Và không có cái khiển thì thôi em trừ hẳn, trừ luôn cho anh em nhanh gọn lẹ nhé. Cái khiển nó thực ra nó cái khiển giống như cái khiển của China, chúng ta bấm bằng LED thôi. Đó. Thì em trừ luôn cho anh em triệu cho nhanh gọn lẹ, không phải lăn tăn, chỉ là chơi cái đầu chứ cái khiển đó chúng ta không có chơi. Đấy. Đó. Máy đẹp keng, size to, size 46 thì chỉnh cắt vàng. Chúng ta thấy bỏ cái này lên cái đầu con Amelie kia cũng được ha. Nó cũng được ha, để ta chơi rồi hoặc là bỏ lên cái bộ rì bao của Luckman đây cũng được đó này nè. Đấy, con này thì chất âm thì tuyệt vời đi, Luckman mà anh em biết ha, em không cần phải quảng cáo thêm này. Máy cực kỳ đẹp anh em, liền lạc ha. Đây là các cổng phía sau đó. Cổng ra xuất âm ba lăng này, xuất âm RCA này, rồi các cổng vào này. Các cổng vào nó là code 1, code 2 này, quang 1, quang 2 này, EBU này, rồi cổng máy tính này. Đây là cổng ra số thì nó ra quang và ra code. Mắc in ra băng điện 100V anh em. Đấy. Nói con này là con đỉnh của hãng rồi, mình không có gì để bàn. Chất âm thì trên cả tuyệt vời. Đó. Đó, anh em chơi con này thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, đẹp keng anh em nhé. Rồi, và cuối cùng cho nó là cái giá nó là 53 triệu anh em. Em đã trừ hẳn cho anh em là 1 triệu rồi. Áo trùm, thùng xốp, mút xốp đầy đủ anh em nha. Đó. Đây, em mới vừa khui đây, khui hàng Nhật ra mà. Và cái giấy báo của Nhật nó để trong một đống nè. Nếu mà người Nhật về ta đóng về kỹ lắm nè. Đó, người Nhật ta đóng đó, hàng rất là kỹ ha. Đó, máy rất đẹp nha, len ken nha. Bác nào yêu thì phone ngay cho em một con giải mã DA Luckman DA06 tuyệt vời. Đấy, một con. Ha, 53 triệu. Và sản phẩm thứ hai đó là cặp loa Beoner CS77A màn FB căng xanh siêu đẹp đây. Vỏ là nguyên mộc luôn, mới khui đây. Vỏ là nguyên mộc luôn nè. Này nhìn cái bên gỗ, sới gỗ nè. Lò mới công kính nè. Rất đẹp nè. Đó. Tuyệt đẹp luôn em nha. Màn FB nha. Rất đẹp nha. Giá tốt quá nè, 18 triệu bao ship anh em ơi. 18 triệu bao ship cho anh em. À, rất đẹp luôn. Đó. Này cho em lật ngược nè. Lấy phụ ra em vô lật ngược ha. Này đúng là lật gò ha.
là ngược thì chúng ta coi ngược không có gì hả, đẹp nhức nhói. Đây căng lưới là tuyệt vời luôn nè em ơi, à quá mới luôn, căng đét luôn nè. Đó rồi, lỡ rồi khui quay cho anh em cụ thể luôn, em nào yêu chốt hai sản phẩm này ngay ha. Hôm nay chủ nhật có hai sản phẩm này thôi, sáng giờ em giao cũng khá là nhiều rồi. Hôm nay chủ nhật các bác ở nhà nên các bác hối em giao hàng ha. Thì sáng giờ đi giao mấy cặp loa Bioner ngày hôm qua đấy, 180A 933 933 HBM 150 à, rồi vài con âm ly nữa nè, vài con âm ly. Rồi hôm nay em đi giao cặp Tunbury GR Neo luôn rồi. Đó, siêu đẹp anh em nha. Đây em quay cái thứ nhất này nha, góc cạnh đường nét anh em xem kỹ em nha, không cắn mẹ một tí tẹo luôn. Đây sau lưng của em nó này, đinh kim đồng nguyên mộc hết ha, tinh chỉnh nè, là cái thứ nhất nè, rất đẹp cho anh em nha. Cái thứ nhất rồi em cũng làm luôn cái nữa nha, cho nó đủ cặp ha. Vô quay mà giờ làm cho anh em luôn nha. Rồi quá wow, đẹp anh em xem đường nét này tuyệt vời luôn, nguyên mộc luôn, đẹp quá. Đây nè, quá đẹp luôn, cặp loa siêu đẹp. Bioner Set 77A anh em nhé, 18 triệu bao ship cho anh em nếu anh em chuyển khoản đủ nha. Lo cực đẹp luôn anh em, lo phải là siêu đẹp luôn, không có gì để bàn luôn. Đấy em để gây căng lại luôn nha. Đó, cho nó ra vẻ cổ kính chút nha. Rồi quá đẹp cho cặp lo, anh em nào yêu thì phone ngay cho em. Hôm nay trước tiên là khui được hai sản phẩm này đi, rồi chúng ta sẽ tính tiếp ha. DA06 Luckman 53 triệu và Bioner CS77A 18 triệu anh em, hai sản phẩm đều là siêu đẹp, đẹp nhức nhói luôn. Rồi và giá là bao ship cho anh em nếu anh em chuyển khoản đủ cho em. Riêng cái đầu DA thì em sẽ tặng thêm một cọng dây quang, và cặp loa thì em sẽ tặng 5 mét dây loa cho anh em nữa nha. Rồi xin cảm ơn anh em.